Có một cách rất đơn giản để nâng cấp hệ thống âm thanh của bạn, đó chính là đầu tư một dây loa chất lượng. Nó có thể không làm cho âm thanh trở nên chân thực hơn, nhưng đảm bảo rằng mọi giai điệu sẽ được chuyển đến loa một cách đầy đủ và chính xác nhất. Top 5 dây loa trong video này sẽ là một lựa chọn tuyệt vời nhất dành cho bạn trong năm 2022 ở phân khúc giá bình dân để có được những kết nối dễ dàng và tạo ra sự khác biệt đáng kể trong những trải nghiệm âm thanh. Được nhắc đến đầu tiên trong danh sách dây loa bình dân tốt nhất năm 2022 bởi tạp chí World Hi-Fi danh tiếng đánh giá, mẫu dây loa AudioQuest Rocket 11 đã nhận được đánh giá 5 sao và trở thành model đáng mua nhất. Là em út trong dòng Rocket Series do thương hiệu AudioQuest đến từ Mỹ sản xuất, mẫu dây loa này sẽ mang đến những kết nối hoàn hảo, nâng cấp đáng kể hệ thống âm thanh của bạn. Nó được sản xuất thiết kế phần dây dẫn dạng đồng tâm bán rắn và được làm từ đồng hạt dài. Nhờ đó, dây loa này có được hiệu suất truyền dẫn tín hiệu ấn tượng, giảm thiểu mọi loại nhiễu có thể làm suy hao tín hiệu âm thanh. Khi bạn sử dụng dây loa AudioQuest Rocket 11, sẽ có những cải thiện đáng kể về âm thanh như nghe nhạc rõ ràng hơn, với cảm giác năng động và mạnh mẽ hơn. Nhìn chung, mẫu dây loa này rất đáng để đầu tư. Phiên bản đầu tiên của dây loa Core Company Romal X được ra mắt vào năm 1996 là một dây loa có kích thước nhỏ nhất ở thời điểm đó và nó vẫn được duy trì trên mẫu dây loa thế hệ mới này. Phần lõi dây dẫn được làm bằng đồng OFC mạ bạc, cấu hình dây dẫn được xoắn quanh vào nhau. Sự xuất hiện của mẫu dây loa này sẽ giúp hệ thống audio của bạn có được những màn trình diễn âm thanh sắc nét, rõ ràng và năng động hơn. Dây loa Atlas Equator 2.0 được chế tạo độc đáo là một cách dễ dàng và giá cả phải chăng để tăng hiệu suất hệ thống âm thanh của bạn. Dây loa này có cấu tạo nhiều lõi bao gồm một cặp dây dẫn sống hệt nhau. Atlas sử dụng dây dẫn làm từ đồng không chứa oxy OFC trong phiên bản 2018 cho dây loa này, cung cấp độ tinh khiết cao và lượng đồng được sử dụng cũng được tăng lên so với phiên bản đầu tiên được ra mắt năm 2014. Thương hiệu Atlas tin rằng ít oxy hơn sẽ tạo ra chất lượng âm thanh tốt hơn, và khi dây dẫn OFC được cho là cải thiện độ dẫn điện thì độ tinh khiết của đồng tăng lên sẽ tạo ra âm thanh tổng thể sạch hơn. Dây loa AudioQuest Rocket 22 tiếp tục là một sản phẩm chất lượng của nhà sản xuất AudioQuest danh tiếng của Mỹ. Nó được đánh giá là một dây loa linh hoạt, cân bằng tốt, nên hoạt động tốt trong nhiều hệ thống âm thanh. Dây loa có dây dẫn dạng bán rắn đồng tâm, semi-solid concentric, với các sợi dẫn rắn được sắp xếp theo các lớp đồng tâm. Trong đó, mỗi lớp xoắn ốc bên ngoài sẽ ngược lại với lớp sợi dẫn bên trong. Điều này có tác dụng lớn trong việc giảm các tương tác không mong muốn giữa các sợi dẫn, do đó mà hạn chế méo tiếng xuống mức thấp nhất, cải thiện độ phân giải, độ động và giảm thiểu tối đa những biến dạng do tương tác sợi. AudioQuest Rocket 22 cũng sử dụng hệ thống triệt tiêu nhiễu ồn NDS của AudioQuest. Về cơ bản là các lớp che chắn được thiết kế đặc biệt để giảm tác động nhiễu RF, tần số vô tuyến và MI nhiễu điện từ. Dây loa Quest XT25 cho phép âm thanh rõ ràng và chi tiết ấn tượng. Dây loa này được ứng dụng công nghệ X-Tube của Quest cùng với điện trở DC thấp, chất điện môi suy hao và cấu tạo bằng đồng gần như hoàn toàn không chứa oxy. Quest cho biết dây cáp của họ có thể tốt hơn với nhiều cải tiến về âm thanh khi so sánh với các dây loa hi-fi khác. Nếu bạn muốn nổi bật chi tiết và cái nhìn sâu sắc trong một không gian rộng mở thì đừng bỏ qua mẫu dây loa chất lượng giá rẻ này cho hệ thống âm thanh của mình.